Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mọi người. Ở video này thì Khải sẽ anh em mình cho tất cả các bạn xe nha nè. Tại bây giờ xe Khải cũng 98 rồi. Nếu như Khải tất cả các bạn thì Khải chắc lần này up chắc cũng được khoảng 101-102 cấp anh em. Rồi ok, để Khải cùng anh em xem thử Evan lần này nó có những cái vật phẩm phần thưởng gì nha nè. Anh em cùng theo dõi Duy Khải này nè mọi người. Ok, đây anh em ơi. Như Khải vừa vào trang chủ thì trang web vocongchuyenky.net thì cái event lần này đó là event mừng sinh nhật 5 năm của team công thành chiến như nào. Đó, hiện tại thì nguyên liệu thì Khải cũng đã đầy đủ rồi. Cái này đánh quá nè anh em, Khải đang chuẩn bị khoảng 10k túi rồi, chắc chắn sẽ đủ. Và cái trứng gà này thì mở ra nè, hộp sinh liệu cũng mở ra, bụng bị mở ra nè. Còn cái đường cát này mua trong tổng kim nè, Khải đã chuẩn bị 1k cái rồi. Thì 1k cái nó khoảng 50k điểm nè. Rồi cái này là sắp trồng, cái này là đu top nè. À cái này mua nè. Event lần này thì chỉ có 4 xu thôi anh em ơi. Ép chỉ có 4 xu nè. 4 xu một cái thì 1.000 cái, còn 4 kim 4.000 xu thôi. Rồi thì phụ nữ vẫn là vật phẩm đua top, vẫn là vật phẩm đua top 8/3. Anh em phần này vẫn vật phẩm 8/3 đua top vậy nè. Rồi ok, xuống dưới bánh sinh nhật thường. Cái này sinh nhật thường, cái này sinh nhật thường thì Khải không anh. Anh 1.000 cái thì sẽ được 500 triệu. Cái này thì không tên đến, Khải sẽ tính đến cái bánh sinh nhật thường hạn nè. Bánh sinh nhật thường hạn thì một cái 1 triệu kinh nghiệm thì 1.000 cái thì 1 tỷ nè. Nếu mà up full event này sẽ được 1 tỷ kinh nghiệm. 1 tỷ kinh nghiệm thì sẽ được lệnh bài boss xanh này, đặc biệt này, hóa minh thạch này, thiệp đu top cá nhân băng hội và nến, nến tiềm năng và kỹ năng, thủy tinh, bạch tinh hồng, lỡ bao bí kiếp phúc duyên, tiếng hán bằng nhựa. Rồi mấy cái này thì quá tương đối giống bình thường này mà không có gì khác này. Rồi sau khi ăn 1.000 cái thì sẽ được lệnh bài boss sơ sơ. Và vòng sáng, à vòng sáng vẫn như cũ nè, vòng sáng vẫn như cũ, không có gì mới nha, thẻ chuyển giới. Hôm qua sinh nhật 5 năm thì sau khi mở ra sẽ ngẫu nhiên bên dưới. Nói chung là event lần này nó không khác gì event lần trước nè. Nó tương đối thì nó chỉ là cái event thứ hai thôi. Mở ra vật phẩm nó cũng khá tương đối giống nhau, không có thiếu gì, không khác gì nè. Ok, chúng ta sẽ trở lại, Khải sẽ mở túi nguyên liệu và bắt đầu ép cho anh em xem nha. Anh em ơi, chuẩn bị đây là 1.000 ca tống kim nè, với lại 4 kim. Đấy, đổ xu nè. Anh em vần cho nghe mì nè, 1 tỷ thì Khải nghĩ chắc 1 tỷ chắc lên khoảng cấp 101. Ok, dàn xe lên 101 là ok anh em. Tất cả Khải sẽ đẩy hết dàn xe lên 101 nè. Hôm nay xe Khải 97-98 hết rồi. Khải anh em vần hết 3 vốn xe thì lên 101 hết rồi. 101 là ngon rồi anh em. Tầm này anh em trong bang này cũng tầm 101 quay đầu thôi. Đó, đưa dàn xe lên trước anh em. Rồi, ok. Rồi, xu rồi. Ok, đổi rồi 4.000 xu nè. Khải gì Khải thường dương Khải đổi đây, bánh đây. Đây, mua sô cô la thường hạng nè. Khải sẽ mua 1.000 cái. Ok chưa, đó. Rồi cái này điểm tống kim nè. Rồi, bắt đầu mở túi rồi nè. Mở túi. Khải sẽ kiếm mỗi loại 1.000 cái như nè. Mỗi loại 1.000 cái thì nó mới đủ anh event nha. Trong thời gian chờ đợi thì anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ video nha anh em ơi. Lần này thì Khải sẽ cố gắng đầu tư hết tất cả dàn xe Khải full event hết nha anh em. Up cấp 10x hết. Dàn xe đổi hết 10x luôn nha anh em. Ok anh em, bây giờ thì cũng Khải cũng đã mở đủ rồi anh em ơi. 1.000 trứng nè, 1.000 bột mì, 1.000 bơ. Và cái này thì đường cát trong tổng kia thì Khải cũng chuẩn bị rồi. Rồi sô cô la thường hạng, ok bây giờ ép anh em ơi. Ép rồi cắn nha anh em ơi. Ghép bánh sinh nhật thường hạng. Ok, 1.000 cái nha anh em. 1.000 cái nha anh em. Rồi, dứt. Ok, bây giờ Khải sẽ qua thành làm ăn trước. Rồi, anh nha nè, anh úp cấp nha nè. Kiếm ngựa dạy xe mang luôn em ơi. Hiện tại bây giờ đều đua top, phi tốc là bao. Hơn 50 cái này. Một bình tiên thủ lộ. Một cục tinh hồng. Một cái bàn nhựa. Anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi nha em ơi. Một lần bài boss đặc biệt luôn. Ok, có lần bài boss xanh tiếp anh em ơi. Hôm trước anh em thấy không, ra siêu phẩm nó nomo quá đẹp luôn nè. Quá chất luôn nè. Đây, anh em nào mọi người cần biết cái nỏ nô 1 như thế nào, đây Khải cho anh em xem cái nỏ nô 1 này nè. Trời ơi, không gì được phải chờ nè. Đây nè, nỏ đây nè. Đó, ok chưa. Hiện tại bây giờ thì Khải đang tìm ạc nữa, Khải chơi đường môn nha nè. Đó, nhiều anh em hỏi Khải đâu thì Khải thì Khải bán cho anh em khác nè em ơi. Hiện tại Khải đang mua lại đường môn nè em ơi. Khải đang mua lại đường môn nha nè. Nỏ này quá đẹp nè, quá tuyệt vời. Hai mình tiền thôn lộ. Đó, anh em thấy nỏ chắc chưa. Nỏ này không nô 1 thì nỏ nào nô 1 anh em. Đó, lệnh bài boss trong đêm á nè. Ok, như là 220 cái không có gì nè mà nhỏ ra. Một cái này đặc biệt thôi, một cái này mới cái một cái đặc biệt thôi.
Khải Lý về Dương Châu bắt tiếp. Úp cấp 101 anh em ơi nè. Nói chung là tất cả Khải sẽ úp dần xe lên 101, 100, nói chung là 10 ít hết nè, chắc chắn của anh em. Ơi, một cái nến tiềm năng quá đẹp. Úp 99. Một nến tiềm năng, kiếm nến kỹ năng đủ bộ anh em, kiếm một cái nến kỹ năng đủ bộ anh em. Kỹ năng nâu. Mới có một tiềm năng anh em, kỹ năng nâu. Ôi, gần tính ra gần 400 cái này. Mới có một tiềm năng này, một cái nến tiềm năng này. Gì đây? Thế là hán. Tiền thổ lộ, ôi, đa số tiền thổ lộ nhiều nha. Gần 500 cái rồi, đâu 500 cái chưa có gì luôn. Mới một nến thôi em, cố lên. Cố lên. Gì đây? Tiếc là hán tiếp tục. Ôi, toàn tiền thổ lộ thôi. Lên mày boss cũng được, lên mày boss đi. Kiếm cố gắng tầm 5-10 cái nữa, sang tiếp rồi nè. Ôi dạ. 500 cái rồi, chưa có gì. Một tiền thổ lộ tiếp tục. Nến đi, nến kỹ năng đi. Nến kỹ năng đi em. Nến kỹ năng anh em, hoặc lên mày boss được em. Rồi, còn 1.000 cái mà chưa ra gì nha. Tiền phục duyên đại, phiên duyên phục duyên chung. Áo thật sự. Một cục tinh hồng nữa. Tinh hồng này không thời hạn nữa. Ok. Lệnh bài phong độ. Uầy, gì 1.000 cái không có gì vậy ta. Một lệnh bài bút sân. Một bên tiên thấu lộ. Một cục thủy tinh. Làm thủy tinh. Một tiên thấu lộ. Bàn nhựa úp cộng châm. Còn 200 mấy chục cái nữa nè. Nến đi. Ủa, cái nến kỹ năng ngay. Làm bộ là hợp lý nha. Nến. Nến đi nè. Còn 200 mấy cái rồi nè mày. Ông này 14 kim à. 14 kim. 4. Một 199 cái. 177 cái thôi em ơi. Đâu? Nó không có gì luôn nha. Đồ thông tin thổ lộ nhiều nha. Tiền thổ lộ nữa. Đâu? Kiếm cái nến nữa, kiếm cái nến kỹ năng nè. Kiếm bộ nến cho chấn luôn nè. Lại một viên thủy tinh. Lại cục tiền thổ lộ. Tiền thổ lộ thằng này nhiều quá. Lại thủy tinh nữa. Ba làm thủy tinh. Lại cục tinh hồng. Ui tinh hồng nhiều nha. Đây đây. Và cuối cùng đã ra nến kiếm năng em ơi. Một bộ là đẹp rồi. Kiếm cục không thạnh nữa. Tí nữa không cầm vũ khí rồi. Oh full. Ba thủy tinh. Ok nè. Rồi cái cuối rồi em ơi. Dèo giao dịch bạn này đi. Tính cho anh em xem tiền. Anh hết 4 kim hơn đi. Thủy tinh này nè. 3 viên 750 xu. Cái này 500 xu là 1.200. Và cái này 200 xu là 1.400 với 3 viên tinh hồng. 3 viên tinh hồng được 600 là 2 kim. 2 kim và bộ nến này cho bèo bèo 1 kim rưỡi đi. 3 kim rưỡi. Mới thu được 3 kim rưỡi thôi nè. Chung là không có lỗ lắm đâu em ơi. Kinh nghiệm lời quá trời luôn nè. Ok. Tiền thổ lộ cho 10 xu bình đây. Chung là 10 bình này là cho 150 xu đi. Thì là hơn 10 mấy bình đó nè. Chung là bỏ hơn 4 kim mấy rồi nè. Nhưng mà thu lại cũng gần 4 kim đó nè. Còn cái bánh cuối cùng nó biết được gì đây. Rồi. Biết bánh cuối cùng được gì đây. Đánh sẽ nhẹ nhẹ nè em thấy rồi. Không có lộ lắm đâu nè. Anh thoải mái này nè. Tầm này 4 kim thì quá rẻ. 4 kim để anh vừa thì quá rẻ nè. Úp cấp mạnh nhạc xe thôi nè. Ngại gì không úp nè. Rồi anh cái cuối cùng được gì đây. Anh cái cuối cùng. Rồi cũng được chiếu giả luôn. Hộp quà sinh nhật. Hộp quà sinh nhật. Tử thì tinh luôn. Ngon lành cành đào luôn. Thì ở chuyện giới. Rồi ok. Úp 2 cấp nè. Úp 2 cấp nè. Đó đẹp luôn. Mất pin. Rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi.
Đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ cho nhé. Chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Tí nữa hoặc là tiếp tục Khải sẽ tiếp tục ăn những loại khác cho anh em xem nha anh em. Chung là tầm này không có lỗ lắm anh em. Thêm cục thủy tinh này 350 xu nữa. Bỏ 4 kim vẫn thu lại 4 kim nè, không lỗ nha anh em. Không lỗ gì luôn anh em. Vẫn lời anh em, lời kinh nghiệm quá trời luôn nè. Thủy tinh này nọ cho xe đẹp quá đẹp rồi. Rồi, Khải giao dịch lại nha. Mấy cái bình tiền thu lỗ nó khó chắc cho đó. Được cục tử thì tinh nó quá chắc rồi. Nhiều nhiệt tinh kinh. Phúc gì đua tốt, nạp đua tốt cho bao nữa quá hợp lý. Rồi bỏ tiền thua lỗ lại đi. Má tiền thua lỗ này nó không cầm dồn, nó không cầm dồn khó chặt rương đâu. Tiền thua lỗ này 44 15 bình tiền thua lỗ gần 200 xu á, biết đâu. Rồi ok. Anh em xem video cho Khải một like nha anh em ơi. Khải sẽ tiếp tục anh tất cả xe tiếp tục cho anh em xem nha. Trong tầm này 4 kim ăn quá quá ngon nè, úp cấp được rẹt luôn.